Bao tiền một ly hả? Bình thường trọ là đến tầm khoảng mấy giờ mới tan này? 9 giờ đấy ạ. Đã thành thông lệ, cứ vào sáng mùng 2 Tết thì chợ giải nằm trong khuôn viên của đền Hà Nới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng lại được tổ chức. Chợ thường họp từ 3 giờ sáng và tan vào lúc 9 giờ sáng. Điều đặc biệt ở phiên chợ này là sản vật chủ yếu là do người dân làm ra. Chính vì thế nên là người mua lẫn người bán đều không mặc cả. Và ai cũng tâm niệm là đến chợ để mua may bán đắt, nên là tâm trạng của ai cũng rất là vui vẻ. Chào các đối tượng, xin mời các giống này. Một năm mới có một ngày mà một ngày bán mới được sợ này, bà con ơi, bà con có bác mua cái giống này. Bếp thuốc siêu quả chữ già, xin mời các bác mua cây về trồng. Giá cả chặt đáng là 3-5 ngàn một gốc quả sai chữ già. Xin kính mời và chào con cô bác mua cây có giống này. Hay thế, tôm bao nhiêu ơi chị ơi? 300 một cân ạ. Tôm gì, tôm tươi nào, mọi người ơi, tôm của nhà em đây. Tôm tươi nào, tôm tươi ao đất này, tôm mà không có hóa chất này. Đói rồi. Tôm đây, tôm đây, tôm tươi nào. Cân 7. À, Hoàng Thị Ngát hả? À, tên Thanh, tên Đới, thế là người ta biết đâu ạ. À? Hành nhà mình ạ. Ướp của nhà mà. Thế à? Vâng. Bà ấy bình thường là chợ họp từ mấy giờ bà? Cả năm có một hôm nay thôi. Vâng. Cả năm là chỉ có sáng mùng 2 này thôi. Một ngày hôm nay là mùng 2 chợ giải. 4 giờ đã bắt đầu họp rồi hả bà? Nhưng mà thường thì là mấy giờ thì tan ạ? 9 giờ, 10 giờ. 9-10 giờ là chợ nẻ. Vâng. Nghĩa là tan chợ này. Vâng. 9-10 giờ thì tan. Gói tây rồi hành tây đủ các loại. Cho cháu mớ mùng tơi đi. Tơi quay nhỉ. Rồi đi. Đấy, mùng tơi năm nay có 5.000 to đùng. To đùng. Chọn này rất là sao mà phải chứ. Ngạn đấy, nó mang cái măng, con đi mang mẹ đây, người ta bán.
liền sớm đây. Cô bánh rán bao nhiêu đây? 2.000 một cái ạ. Cho cháu 5 cái. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vui. Có thể thấy là khu hàng bán muối rất đắt hàng này. Sao biết đắt rõ đấy? Ba đôi tay dài ba đôi. Lớn nè, làm 500 đón không được cái đâu, không cứ đi,